đen xe 4 bình 6 để bắt mã, nước cờ hay là dùng những năm 1980. Do đen bình 4 rồi lại bình 6 nên cờ đen mất một nước. Đỏ mã 4 tiến 3 ăn tốt. Đổi lại như đỏ đi nhầm. Cờ đen ưu thế. Nhĩ đỏ mã 4 tiến 3. Đến đây đen có hai cách đi quân. Một là xe 6 tiến 3 và hai là xe 6 tiến 2. Cách đi nhất của đen: xe 6 tiến 3. Đỏ pháo 5 bình 3 là nhằm tấn công cánh. Đỏ mã 7 tiến 6 là mưu khí mã tranh thế. Đen bình xe ăn tốt, nước cờ chính xác. Đổi lại như đen ăn mã. Cờ đỏ lấy lại quân, ưu thế. Như đen xe 4 bình 3. Đỏ lui mã là chuẩn bị đổi quân để giản hóa cục thế. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đỏ ưu thế. Cách đi thứ hai của đen là xe 6 tiến 2. Đỏ tiến tốt giữ mã là nhằm trói xe của đen. Đổi lại, như đỏ đi pháo 5 bình 3. Đến đây, đen có hai khả năng. Như đen đi. Hai bên ngang thế. Còn đen nhảy mã đội. Hai bên cũng ngang thế. Như đỏ tốt 3 tiến 1. Đen lên xe tuần hà. Đổi lại, như đen đi xe quá hà. Đến đây, đỏ có hai khả năng, như đỏ đi. Cờ đỏ tiên thủ. Có như đỏ tượng 7 tiến 9. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen lên xe bát tốt. Đỏ bình tốt bắt xe. Nước cờ hay. Ở đây là đỏ nhằm tranh thế. Đen bình pháo ăn tốt. Đổi lại. Như đen đi xe 4 bình 6. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo 2 bình 6. Đỏ ăn mã. Nước cờ chính xác.
Đổi lại, như đỏ đi xị 4 tiến 5. Đến đây, đen có hai khả năng. Như đen đi. Cờ đỏ tiên thủ. Còn như đen đổi xe. Đỏ chờ mã 4 tiến 6, cờ đỏ ưu thế. Như đỏ xe 3 tiến 3. Đen xe 6 bình 7. Đổi lại. Như đen đi xe 6 lùi 2. Cờ đỏ nhiều quân, ưu thế. Như đen xe 6 bình 7. Đen xe 7 lùi 6. Đổi lại. Như đen đi pháo 6 bình 4. Cờ đỏ ưu thế. Như đen đổi xe. Cờ đỏ hơn quân, ưu thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đỏ hơn quân ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận thuận pháo.